Em xin chào các bác. Hôm nay thì em lên cho các bác một cái con công suất của Aiwa. Con này thì nó là con FRD5 RLFD5. Con này công suất của nó là 60 các bác nhé, 60. Đấy, điện là 100V. Thì cái này các bác hết sức lưu ý cho em. Đây là cầu loa của nó các bác nhé. Đây, cầu để mình cài cái dây loa ở đây. Còn đây là cái đầu cắm điện thoại này. Đây là cổng trầm này. Đấy, đây là cái kẹp FM này, bắt đầu nghe đài kẹp vào đây. Dây nguồn của con này thì nó về nó bị mất rồi các bác nhá. Đấy, không biết là trên đường nó di chuyển nó đứt hay là nó người ta cắt mất. Nói chung bên Nhật thì nó nhiều cái buồn cười lắm các bác. Về có con thì mất dây, con thì nó thế này thế nọ nhiều kiểu lắm. Đấy, thì con này bây giờ nó mất dây rồi, em cũng thanh lý luôn cho các bác nhá. Đấy thì coi như bán tù mù luôn cho các bác. Thì để các bác con này giá là 200. Đấy thì bác làm chốt thì alo em nhá. Con FD5 giá 200k. Nó bị mất dây nguồn các bạn. Con này thì công suất của nó 60 thì mình ghép được nhiều loại loa lắm các bạn. Thoải mái ghép mà. Bình thường như mấy con của Onkyo đến ông nó có 48 nên là mình còn đánh được bát 10 bát đánh được loại bát 18 rồi. Đấy, 18 20 đánh được thì những dòng này mà 60 thì thoải mái các bạn nhá. Đó, đây thì nó sẽ có, nói chung con này nó sẽ có nhiều cái lắm. Trước em bán con này mấy lần rồi. Bán rất là nhiều những con như này rồi. Gần như là cứ lên là các bác thích, bởi vì giá nó rẻ mà cái chất âm nó rất là hay các bác nhé, rất là hay. Đấy, con này thì tại vì bây giờ không có dây nguồn em không biết được là nó như thế nào nữa, tình trạng nó ra sao. Bây giờ phải có dây nguồn thì mình mới thử được, nhưng bây giờ cái dây này nó ngắn quá cũng chả đấu được. Đây, nó quá ngắn này, cũng chả đấu được. Đấy thì thôi em xả luôn thì các bác về các bác tự đấu dây kiểm tra nhá. Thì thanh lý cho các bác 200k. Thì bác làm một chốt thì alo em nhá. Em xin chào và kết thúc video tại đây nhá.